Người đến 50 tuổi cứ dùng nghệ cùng với thứ này, cả đời không lo bệnh tật, biết dùng sớm sẽ sống thọ 120 tuổi. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, bên cạnh việc sử dụng nghệ trong nấu ăn thì từ xa xưa, ông cha ta đã biết sử dụng nghệ để điều trị một số bệnh như đau dạ dày, trị sẹo và làm đẹp da. Rất nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng nghệ là một chất bổ sung dinh dưỡng hiệu quả nhất cho sức khỏe, đặc biệt là lợi ích cho não bộ. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cho rằng nếu cô bác chỉ sử dụng nghệ để nấu ăn thông thường thì sẽ không thể phát huy hết tác dụng quý giá của loại dược liệu này. Nhưng nếu biết kết hợp nghệ cùng những dược liệu khác sẽ tăng gấp đôi công dụng chữa bệnh, đẩy nhanh quá trình phục hồi cho cơ thể, thậm chí là ngăn ngừa các căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Vậy nội dung cụ thể như thế nào? Cô bác hãy cùng với An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong chương trình hôm nay nhé! Củ nghệ là một gia vị thường gặp trong các món ăn của Việt Nam bởi nó giúp món ăn có màu sắc đẹp, đồng thời kích thích vị giác. Ngoài ra, nghệ còn là một trong những nguyên liệu vàng được các bác sĩ tin sử dụng bởi nó có chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học cao với đặc tính dược liệu mạnh mẽ. Trong đó, hợp chất quan trọng nhất phải kể đến là curcumin. Hợp chất này có thể chữa lành những tổn thương trong gan, dạ dày, đồng thời thúc đẩy màng nhầy và da phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn có tác dụng hỗ trợ các khớp xương bị thoái hóa hay bị viêm khớp, giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa, làm giảm các chất béo, đào thải chất độc tố, làm khô và giúp vết thương mau lành. Hơn nữa, hợp chất curcumin cũng hòa tan được trong chất béo, do đó nó phù hợp cho những ai muốn giảm cân, đặc biệt là sau khi ăn các món chiên xào dầu mỡ hay chứa hàm lượng chất béo cao. Cô bác thân mến, như đã phân tích ở trên thì nghệ có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và bảo vệ lớp lót của niêm mạc dạ dày. Từ xa xưa, ông cha ta đã bào chế ra hàng trăm các bài thuốc chữa bệnh từ dạ dày rất hay từ nghệ. Và cho đến ngày nay thì những bài thuốc này đã được khoa học chứng minh về tính an toàn và hiệu quả. Cô bác có thể tham khảo để áp dụng cô bác nhé! Theo các chuyên gia, hàm lượng curcumin trong củ nghệ có công dụng kháng viêm, sát khuẩn, ngăn ngừa oxy hóa. Curcumin còn có chức năng kích thích sản sinh ra chất nhầy trong dạ dày, làm giảm tiết dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm liền vết loét ở thành dạ dày một cách nhanh chóng. Ngoài ra, hóa chất này còn có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP, phòng chống ung thư dạ dày một cách hiệu quả. Cụ thể, sử dụng bài thuốc từ nghệ và mật ong giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng tiết mật. Đối với những người bị đầy bụng, khó tiêu, chúng ta nên sử dụng bài thuốc này, chuẩn bị một củ nghệ, 2 thìa mật ong. Cách làm: cô bác gọt vỏ nghệ vàng, đem rửa sạch rồi giã nát, chắt lấy nước. Trộn 3 thìa cà phê nghệ vàng chung với 2 thìa cà phê mật ong và 100ml nước ấm. Uống hỗn hợp này sau bữa ăn trưa và bữa ăn tối khoảng 30 phút, làm liên tục trong vòng 2 tháng sẽ có kết quả. Trường hợp cô bác bị đau dạ dày do vi khuẩn HP, hãy sử dụng nghệ để tiêu diệt chúng và phòng ngừa bệnh dạ dày. Tôi vẫn còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, mẹ tôi tình cờ phát hiện mình bị bệnh đau dạ dày mãn tính. Sau khi phát hiện bệnh thì mẹ tôi có sử dụng các loại thuốc Tây y, kể cả là thuốc nam, đều cho hiệu quả tốt, nhưng mà sau khi ngưng sử dụng một thời gian thì bệnh lại tái phát. Và cho đến nay, khi mẹ tôi được một sư thầy gần nhà mách cho cách sử dụng nghệ để điều trị dứt điểm bệnh đau dạ dày, mẹ tôi cũng đã thử áp dụng theo và đúng là có kết quả bất ngờ của bác ạ. Theo đó thì mẹ tôi sẽ lấy khoảng 100g tinh bột nghệ, 50g mật ong nguyên chất, cho mật ong vào trong tinh bột nghệ, rồi dùng thìa khuấy đều để hai nguyên liệu này hòa quyện vào nhau. Sau đó thì đem vo viên hỗn hợp trên thành các viên nhỏ, xếp tất cả vào khay và để cho ráo khô hoàn toàn. Tiếp tục cho tất cả vào lọ thủy tinh sạch, đậy nắp kín, bảo quản dùng dần. Mỗi lần sử dụng thì lấy khoảng 3-5 viên để uống vào mỗi buổi sáng khi thức dậy trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ. Tùy thuộc vào mức độ của bệnh mà chúng ta sẽ điều chỉnh sao cho hợp lý. Sau khoảng 1 tháng đi khám lại thì các bác sĩ cho biết bệnh của mẹ tôi đã cải thiện rõ rệt của bác ạ. Do đó, cô bác cũng có thể thử áp dụng xem sao nhé. Đối với những cô bác nào bị bệnh đau dạ dày, viêm niêm mạc dạ dày, viêm hang bị dạ dày, cô bác làm như sau: chuẩn bị 10 củ nghệ, 5 quả chuối và 5 củ sắn dây cỡ vừa. Đầu tiên, cô bác gọt vỏ nghệ tươi, rửa sạch để ráo nước, sau đó đem nghệ đi xay nhuyễn thành bột. Đem bột nghệ phơi thật khô, bỏ vào lọ thủy tinh, đậy nắp thật kín. Sắn dây cô bác rửa sạch, gọt vỏ, sau đó cắt thành từng sợi nhỏ, đem phơi khô rồi xay thành bột mịn, bảo quản trong lọ thủy tinh và đậy kín. Chuối cô bác cũng xay nát và chế biến tương tự như bột sắn dây. Bước cuối cùng là cô bác chỉ cần pha 2 thìa cà phê bột nghệ, 1 thìa cà phê bột chuối xanh và 1 thìa cà phê bột sắn dây với khoảng 100ml nước ấm mỗi ngày sử dụng để uống 2 lần sau bữa trưa và bữa tối khoảng 30 phút. Chỉ sau 1 tháng thì cô bác sẽ thấy là các vấn đề dạ dày của mình được cải thiện một cách đáng kể.
Đối với cô bác nào thường xuyên thức khuya hay là phải sử dụng các chất kích thích thường xuyên, cô bác hãy áp dụng bài thuốc sau để bảo vệ niêm mạc dạ dày của mình khỏi những tổn thương. Cô bác chuẩn bị khoảng 200g nghệ vàng tươi, 3 trái dừa non. Dừa non cô bác đem chặt phần nắp ở trên rồi chọc thủng một lỗ. Sau đó đem đi đun trực tiếp trên lửa nhỏ khoảng 30 phút. Đổ phần nước dừa ra bát và cạo lấy phần cơm dừa. Chia lượng nước trên và cơm dừa trên thành 3 phần bằng nhau. Tiếp đến cô bác lấy một củ nghệ tươi, đem đi rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cho vào máy xay nhuyễn rồi chắt lấy nước cốt. Cho nước cốt nghệ tươi vào một chén nước dừa, trộn đều lên và sử dụng uống trước bữa ăn khoảng 30 phút. Cô bác cứ kiên trì áp dụng cách này đều đặn khoảng 3 lần trước mỗi bữa ăn như thế. Trong khoảng 3 ngày thì cô bác cũng sẽ thấy là các triệu chứng bệnh của mình được cải thiện tích cực. Bên cạnh tác dụng có lợi cho sức khỏe và hệ tiêu hóa, đặc biệt là chữa bệnh đau dạ dày thì còn có rất nhiều bài thuốc quý từ củ nghệ, cô bác cũng có thể tham khảo thêm. Từ lâu thì nghệ cũng đã được sử dụng để điều trị chứng đau bụng, chứng bụng do ăn uống không tiêu. Cô bác chỉ cần sử dụng các dược liệu gồm hương phụ, uất kim, xài hồ với lượng từ 9 đến 12 g, có thể sắc lấy nước uống hoặc tán thành bột mịn, mỗi ngày dùng khoảng 1 thang. Cô bác lưu ý là phải sử dụng trước bữa ăn khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ để phát huy tác dụng cô bác nhé. Bài thuốc tiếp theo và cũng là công dụng của nghệ đó là hỗ trợ điều trị làm lành vết thương. Nghệ giúp cơ thể chúng ta chống lại những kẻ xâm lược từ bên ngoài và đồng thời nó cũng có vai trò trong việc sửa chữa những vết thương. Cô bác có biết rằng khi chúng ta bị viêm, cơ thể rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Ban đầu thì chúng sẽ bị viêm cấp tính nhưng nếu trong thời gian nhất định, nó có thể biến thành bệnh mãn tính làm hại cho các mô của cơ thể. Nghệ có thể giúp cô bác cầm máu rất nhanh, hơn nữa nó lại có tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng. Do đó, ngay khi các vết thương bị đâm hay là đứt tay, đứt chân, cô bác hãy cứ đổ bột nghệ vào chỗ vết thương đó, dùng băng gạc băng lại, ép nhẹ vào chỗ bị thương sẽ giúp cầm máu khẩn cấp. Thêm một bài thuốc nữa chữa bệnh từ củ nghệ, đó là chữa viêm gan cấp tính do virus và khắc phục chứng viêm gan mãn tính. Đối với trường hợp bị viêm gan cấp tính, cô bác lấy khoảng 12g nghệ vàng, bột công anh, nhân trần, bạch mao căn, mỗi vị khoảng 40g, 16g chi tử, hoàng liên, đại hoàng, mỗi vị 9g, cho vào ấm và sắc lấy nước uống. Mỗi ngày cô bác sử dụng một thang chia làm 3 lần để uống, sử dụng trước bữa ăn như vậy, liên tục khoảng 3 đến 4 tuần liên tiếp. Đối với trường hợp bị viêm gan mãn tính, cô bác làm như sau: lấy khoảng 4g nghệ, 12g côn bố, 12g đinh lịch tử, 10g hạt bìm bìm, 10g hải tảo và 6g quế tâm cho vào ấm nước, sắc lấy nước uống. Ngày thì cô bác sử dụng một thang và chia làm 3 lần để sử dụng trước bữa ăn. Trường hợp cô bác bị sỏi gan, sỏi mật thì thực hiện như sau: chuẩn bị 10g đường phèn, 10g nghệ vàng, đem cả hai nguyên liệu này để tán thành bột, hòa với nước để uống một ngày một lần, sử dụng trước bữa ăn. Nếu có mật gấu thì cô bác có thể pha thêm vào để tăng tác dụng của bài thuốc cô bác nhé. Hơn nữa thì nghệ khi kết hợp cùng mật ong cũng sẽ cho các tác dụng chữa ho, chữa đau họng. Khi cô bác bị đau họng, đặc biệt là trường hợp có đờm ở cổ họng, cô bác lấy 1/2 thìa cà phê nước nghệ cổ độc như đã nói ở trên, viên tròn lại rồi uống với 1 ly nước. Làm như vậy khoảng vài lần hoặc là mỗi giờ thì lại làm một lần để có thể cải thiện tình trạng ho của cô bác. Ngoài ra đối với chị em phụ nữ, nghệ cũng có rất nhiều công dụng cho việc làm đẹp, điều trị một số bệnh lý khác như đau bụng kinh một cách hiệu quả. Đầu tiên phải kể đến khả năng điều hòa kinh nguyệt. Hợp chất trong nghệ có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, vì thế tác dụng của tinh bột nghệ sẽ giúp kích thích lưu lượng máu trong tử cung, cân bằng các hormone, giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt cho các chị em phụ nữ. Đồng thời giúp lấy lại sự mất cân bằng nội tiết tố, ức chế sự làm giảm lưu lượng máu trong tử cung mà không hề gây ra các tác dụng phụ. Cách dùng như sau, cô bác chỉ cần sử dụng nghệ vàng, đào nhân, xuyên khung mỗi vị 8g, ích mẫu, kê huyết đăng mỗi vị 16g và sinh địa 12g. Cho các vị thuốc trên vào ấm, sắc với 500ml nước để uống mỗi ngày, kiên trì sử dụng khoảng 2-3 tuần trước khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Đối với cô bác nào thường xuyên mất kinh, kinh nguyệt không đều, hãy áp dụng khoảng 5 liệu trình hoặc là cho đến khi kinh nguyệt của cô bác được ổn định. Không chỉ giúp điều hòa kinh nguyệt thôi đâu, củ nghệ còn giúp làm giảm các vấn đề đau bụng kinh và co thắt bụng khi đến chu kỳ đèn đỏ nữa cô bác ạ. Mỗi ngày thì cô bác nên sử dụng nghệ một cách đều đặn, thường xuyên để giúp loại bỏ tình trạng đau lưng, mệt mỏi, đau khi hành kinh mà không cần sử dụng đến các loại thuốc giảm đau gây hại. Cách thực hiện như sau, cô bác dùng 15g nghệ vàng, 10g huyền hồ, sau đó sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia đều làm 3 lần để uống trước bữa ăn, kiên trì khoảng 2-3 tuần trước kỳ kinh nguyệt để giảm thiểu các triệu chứng đau bụng cô bác nhé.
Ngoài ra thì một tác dụng khác của nghệ đối với phái đẹp mà không thể không nhắc đến đó là khả năng điều trị mụn nhọt trên da, làm mờ thâm, mờ nám và chống lão hóa. Nghệ tươi có đến hàng ngàn các lợi ích cho vẻ đẹp của chị em phụ nữ. Mặt nạ từ nghệ có thể dùng như một chất khử trùng tự nhiên giúp đánh bật mụn trứng cá cục, đồng thời có khả năng loại bỏ các sắc tố melanin gây sạm da cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, nghệ cũng là phương pháp ngừa mụn trắng da tại nhà nhờ công dụng mờ thâm, mờ sẹo, tái tạo tế bào da, giúp làn da căng mịn, giảm nếp nhăn và căng tràn sức sống. Việc cô bác đắp mặt nạ từ tinh bột nghệ hoặc là nghệ tươi hay là kết hợp cùng các thành phần tự nhiên khác là một cách giúp cô bác dưỡng trắng da nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Cách thực hiện như sau, cô bác lấy khoảng 15g bột nghệ hoặc tinh bột nghệ hoặc là nước ép nghệ tươi, sau đó cô bác đem trộn cùng một hũ sữa chua không đường. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da mặt, nhưng lưu ý là cô bác phải vệ sinh da mặt thật sạch sẽ. Sau khoảng 5 đến 10 phút thì cô bác sẽ rửa lại bằng nước sạch. Một tuần cô bác có thể áp dụng 1 đến 2 lần như vậy và chỉ sau khoảng 1 tháng sử dụng thì chắc chắn là da của cô bác sẽ đẹp lên trông thấy đấy ạ. Cô bác thân mến, mặc dù nghệ vàng là một dược liệu lành tính, nhưng để an toàn hơn đối với sức khỏe thì các chuyên gia cũng khuyến cáo những đối tượng là phụ nữ mang thai, bệnh nhân bị bệnh trào ngược dạ dày, người thiếu máu, huyết áp hoặc tiểu đường, người bị bệnh sỏi thận hoặc chuẩn bị phẫu thuật, chúng ta đều không nên sử dụng nghệ. Hơn nữa thì để sử dụng nghệ an toàn, cô bác cần nắm rõ một vài lưu ý sau đây. Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị rằng mỗi người chúng ta chỉ nên sử dụng khoảng 3-6g bột nghệ trên một ngày. Nếu dùng ở dạng thuốc sắc, cô bác hãy chia làm 2-3 lần uống. Nên sử dụng nghệ vàng đủ liều, đúng lượng và tuyệt đối đừng bao giờ lạm dụng. Bởi vì tiêu thụ của nghệ với liều lượng lớn có thể gây tình trạng vàng da, tiêu chảy, tiết mồ hôi. Tuyệt đối không nên sử dụng nghệ vàng khi cô bác đang gặp các vấn đề về túi mật. Còn riêng đối với nam giới, nếu đang muốn có con, chúng ta cũng cần thận trọng khi sử dụng bởi nó có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất sắt. Do đó, những người đang thiếu sắt hoặc đang bổ sung sắt thì nên chú ý đến các vấn đề này. Hiệu quả của các bài thuốc từ củ nghệ còn tùy thuộc vào cơ địa cũng như thể trạng của mỗi người. Nếu cơ thể của cô bác bị dị ứng hoặc là dùng thuốc một thời gian dài mà không thấy có tác dụng thì chúng ta nên ngưng sử dụng thuốc và tiếp đến là đến gặp bác sĩ để được tư vấn các phương pháp chữa trị kịp thời khác. Mặt khác thì tác dụng của các bài thuốc từ thảo mộc có thể sẽ diễn ra rất chậm hơn rất nhiều so với thuốc Tây. Do đó cô bác cần phải có sự kiên trì trong quá trình chúng ta điều trị và sử dụng. Trong quá trình dùng thuốc từ nghệ vàng, nếu cơ thể của cô bác xuất hiện các triệu chứng lạ thì cô bác hãy tạm dừng việc sử dụng thuốc, đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn cách xử lý. Trước khi áp dụng các bài thuốc, tốt nhất cô bác vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên viên y tế cô bác nhé. Với những thông tin chia sẻ về cây nghệ trên đây, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho cô bác trong quá trình điều trị bệnh. Nếu còn bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng nghệ hay các phương pháp chữa bệnh từ nghệ nào khác, hãy để lại chia sẻ xuống dưới phần bình luận cho ban biên tập và mọi người cùng được biết cô bác nhé. Rất cảm ơn cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.